Trở về Việt Nam trưa hôm qua, Trần Đặng Đăng Khoa, 33 tuổi, đăng 80 bức ảnh điểm lại hành trình 1.111 ngày, tức hơn 3 năm đi đến tất cả các châu lục bằng xe máy. Phật thủ Trần Đặng Đăng Khoa, 33 tuổi, quê ở Tiền Giang, anh bắt đầu đi khắp thế giới trên chiếc xe máy mang biển số Việt Nam của mình từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, xuất phát tại cửa khẩu Một Bài, Tây Ninh. Hôm qua, anh trở về Việt Nam từ Mozambique sau khi mắc kẹt ở quốc gia châu Phi vì Covid-19. Đăng Khoa đã đi đến tất cả các châu lục, riêng Nam Cực, anh phải đi tàu ra do không thể đi bằng xe máy. Theo tổng kết của Đăng Khoa, trong hành trình 1.111 ngày đi khắp thế giới, anh đã đi qua chặng đường khoảng 80.000 km, gần gấp 2 lần chu vi trái đất, qua 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, băng qua đường xích đạo 8 lần. Anh đi từ những nước phát triển ở Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, đến những nước nghèo hơn ở châu Phi, Trung Mỹ, Trung Đông, Nam Mỹ, châu Đại Dương. Anh đến những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland hay đảo Svalbard, sát Bắc Cực, xuống nơi tận cùng thế giới ở Patagonia, rồi xuống cả châu Nam Cực. Anh đi từ những quang mạc rộng lớn giữa lòng nước Úc, từ những ngôi làng quang vắng không ai biết đến những đại đô thị như New York, Paris, Seoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco.